Các bác nhìn này, con này cực kỳ đẹp nhé, dáng nó là dáng to ấy các bác, mà những con này nó đẹp khoảng 98-99%. Các bác nhìn này, các bác nhìn này những cái đường, con này chân bóng nó chân bóng rồng này các bác này, các bác nhìn này. Chân bóng rồng các bác nhìn đẹp không? Con này độ đẹp nó cao lắm, các bác nhìn này, những cái họa tiết đồng này. Đấy, rất là đẹp, cổ điển này, chỗ này đường chỉ mạ vàng, các bác nhìn đẹp chưa? Các bác nhìn đẹp chưa? Vỏ bóng piano, bóng thất, một chân sướng nhá, thích kiểu chân này các bác. Các bác nhìn này, nhìn. Các bác nhìn đẹp chưa? Rất là đẹp các bác nhá. Đàn em tắt cái điện thoại để Nam gọi cho các bác sau. Rất nhiều bác gọi điện. Đấy, các bác nhìn này, vỏ bóng piano này. Đây các bác nhìn này, sủ các bác nhìn này. Đợi em chút để em lấy cái giấy để nó mô cái tay của này. Quá đẳng cấp luôn các bạn. Này thì các bác, thực sự các bạn. Đấy, các bác nhìn này. Nấu giấy không dễ dễn này, các bác nhìn này, đẹp chưa các bác nhìn này. Sơn zin nó mới như này được nhá, chứ còn xin thưa bác mà sơn mà nó mà mông má lại thì thực sự các bác là nó không bóng đâu. Cái sơn zin này của các bác thực sự các bác nào làm về lĩnh vực sơn mài là các bác biết nó làm nó rất khác. Ví dụ như mình sơn anh em mình là một lớp nót, xong các bác sơn bóng đúng không, đầy ghim là các bác sơn bóng đúng không. Nhưng cái thằng này ấy, nó em hiểu cái công nghệ này rồi, tại vì có một ông anh ông ấy nhờ một đóng một cái vỏ ở bên Tây, thì ông gửi sang thì cái người Tây người ta nói chuyện, mà có cái người mình ở bên đấy thì cũng xem người ta nói chuyện làm như sơn mài ấy. Tức là nó sẽ phun một lớp lên xong nó mài cho nhẵn, nó lại phun lớp tiếp lên rất là nhiều lớp, nhưng nó lại khác. Mà như anh em mình sơn là nó sẽ bị dày, nó sẽ bị bờ lên, nhưng mà cái bọn Tây này thì em không hiểu cái nguyên liệu của nó kiểu gì, nó cứ mài đi nhưng nó lại tiếp lên mà nó rất là bền sơn, mà nó cũng không bị bờ lên cơ các bác. Cái dị đấy các bác nhé. Ôi quả mặt này các bác này rất đẹp. Quá là tuyệt vời các bác. Nè kìa. Đã đây, em quay chuông. Máy chạy 3 năng tóc thôi nha. Có biết chạy không? Nên có chưa? Em nên có đi, xem này chạy chưa. Quay chuông thì bác xem. À, con này máy nó đang bị xô các bác nhá. Con này thì nó sẽ phải chỉnh lại búa, tại vì máy chưa bắt chặt này các bác này. Máy đang sầu sạch này các bác thấy không? Cái này thì khẳng định các bác là chuông sẽ rất hay các bác nhá. Chuông sẽ rất hay bởi cái dòng này em biết rồi, thôi không phải lấy nó đặt phải bắt ốc rồi. Sau những con này thì em siết ốc trước khi quay nhá. Đây này nó có 4 con ốc máy đây này, bắt vào vỏ này này. Đấy các bác nhá, máy chạy 3 năng tóc này, các bác nhìn này. Chơi 3 năng tóc này rất hay. Đây là máy FHS của người Đức các bác nhá. Đánh 5 công đồng. Các bác chú ý giúp em này. Cái dòng này đánh rất hay và nó có cái đặc biệt là nó không chạy quả nắp, thì khi các bác sẽ không bị đánh ngựa nhỉ. À, cứ đặt lên bàn là chạy thôi, bình thường nghiêng tí chết, nhưng bọn này nghiêng tí nó vẫn chạy bình thường. Mà con này có ngắt chuông đêm này. Đấy, ngắt chuông đêm các bác gạt cái này này. Ngắt chuông đêm này, đấy, có ngắt chuông các bác nhá. Gạt vào đây ngắt chuông. Ok nhỉ. Rồi. Con này đây mình bác con này đẹp nhỉ. Xuất sắc, này tít luôn. Nhìn khoái. À, đưa anh cái không có điểm là chê. Sao tăng nhẹ lên xem giấy, đang làm gì vậy? Không phải nong nữa đâu. Thằng Đạt nó sướng mấy con này bóng nó cứ lấy giấy nó nâu rồi bà. Bọn em thì cái team bọn em thì nó rất là trẻ, nó rất là vui. 25 25 nhân 74 rồi bác nhá. Bò móng rồng. Bò vai bò móng rồng đồng đấy các bác nhá. Con này thì kích thước nó rất là to, size nó 74, bò này thì size càng to thì giá trị càng cao đó nhá. Con này thì đẹp 98% tuyệt đối. Tất nhiên 98% với đồ cổ nhá, không có bác bảo là 98% với mới. Đồ mới này bây giờ thì mua đồng hồ pin chơi thôi, không còn cách nào khác. Mã số 1 đó nhá, em giao lưu sản phẩm này cho các bác với giá 4,4
4 triệu. Ừ. Có nhá, nguyên bụi. 4 triệu 4 một con bò này, thử sự các bạn. Tốt quá ạ. Nhanh tay ạ. Con này mày quá đẹp luôn. Đấy, các bạn nhá. Ok, mã số 1. Một người tiếp. Đây, mã số 2 này cũng thuộc ra Uso. Uso, con này cũng hầm hố này. Ôi, rồi. Em với những cái thằng đấy màu sướng không, màu phát này. Đây các bác nhìn tưởng nó cũ à, bụi này. Các bác nhìn này, ui dồi ôi, các bác nhìn này, chất chưa các bác ơi, các bác nhìn này. Quả tuyệt đồng sướng nhỉ, sướng này đẹp nhờ, cái nô này mua sướng quá các bác ơi. À, các bạn nhìn sướng kia, họa tiết đồng hết này. Đây là có hai cái như con sò ấy nhỉ. Vâng, nhìn. Em quay sát vào cho các bạn xem. Nhìn nó cổ kính nhỉ. Nó rất là cổ kính này, các bạn này. Này, các họa tiết này, đồng hết. Hai cái chỉ đồng này, một con sò này. Đấy. Đẹp nhỉ, như kiểu hoa văn trống đồng ấy nhỉ. Nhìn mặt nó. Mặt nó niềm băm như kiểu rô nách nhỉ. Rất là đẹp. Đấy, em quay tiếp cho các bác. Con này toàn những con bò chọn nọc ấy các bạn. Nhưng không phải là... bỏ vỡ vào vẩn đâu. Rồi, bác này, mở ra nhé. Umbara Sibua. Các bác nhìn. Cái màu này là màu nó như kiểu mắt mèo các bác nhá. Chứ không phải là màu cũ như thế đâu. Nó sản xuất ra như thế. Màu nó kiểu nền. Màu hai nền mắt mèo. Mạ vàng đẹp xuất sắc các bác ơi. Chơi con này trong nhà. Con này còn có cả chế độ silent ngắt chuông đêm này em này. Đây này, em nhìn thấy đây. Nó có thuần gạt ngắt chuông đêm. Đẹp chưa? Quá tiện lợi. Đây này, nó phiên bản VIP đây này, phiên bản nó là phiên bản super gì đây này, super tức là siêu nhân đấy. Chứ bản là Remington. Phải đẳng cấp thật đấy. Đẹp quá nhỉ, kim. Đóng. Đây là cái chiếc bác nào sở hữu được đây. Đấy, con này những con vai bò đẹp thôi nhá. Con này con Kenji của người Đức các bạn. Con Kenji của người Đức. Em lên cót đi. Con này nó khô dầu ấy, các bạn nhìn này nó. Khô đét dầu. Má cuồng. Em lấy cái lọ dầu ấy. À lấy cái lọ dầu. Các bạn nhìn này, chúng ta chấm dầu này các bạn này. Con khô dầu này các bạn nhìn này. Khô dầu các bạn. Này chạy ba nắng tóc này các bác nhá. Thì dầu các bác cứ chấm vào càng các cái trục trên này này các bác này. Cái trục trên nó bé. Cái bánh xe nó nhỏ thì nó hay khô dầu các bác nhá. Tốc độ vận động nó lớn đấy các bác. Đấy các bác. Đấy. Bác nào xin các lọ dầu này thì liên hệ em tặng các bác thì em không bán đâu. Các bác nhá. Đấy, thế này nào. Ú mà nó xỉ bùa nào. Chạy không? Đây là mức số 12. Để em xem thế nào. Gắn ngăn chuông. Để xem. Để có chế độ ngắt chuông các bạn. Để xem con này nó có. Con này là chế độ Chimmer Silent. Đó. Nó gạt là chế độ ngắt chuông các bạn. Nó chế độ ngắt chuông đêm ấy. Đẳng cấp các bác nha. Nhìn dáng trợ cổ luôn. Thực ra con này để em đánh thang giá so với đo kích thước đi đặt
25 x 75 à? Vâng. Mã số 2. Bò. Họa tiết. Đồng. Đấy, rồi nha. Size to. Size toàn size 75 thôi nha các bác. Những con vai bò mà size tầm khoảng 50 60 nó khác. 70 nó khác, 75 nó khác. Đấy. Các bác chú ý nhé, nó nhiều mức giá. Chứ các bác không thể nói là con bò này trước mua 3 triệu sau con này mua 4 triệu được. Nó rất là khó. So vợ mình với vợ người ta thì được mà. Là khó lắm. Thế thì phải cưới nhiều lần lắm các bác nhá. Đây là bò họa tiết đồng. Đẹp. Các bác nhá. Và con này em sẽ giao lưu cho bác với giá là 4,5 triệu. Chỉ có 4,5 triệu các bạn. Và đẹp đấy, số nó mã này. Nướng băm. Đây dành cho bác nào chơi bò đẹp nhá. 4,5 triệu. Đấy, các bạn nhìn giúp em, khoảng tiết đồng ấy. Size nó 75, có nha, bò người ta bán theo size nhỏ nhỏ tiền to tiền này. Cái nô này nô về và nô vai bò dự VIP. Này vào tay các anh thợ thì đây con này thế này, các bạn nhìn nó cứ leng keng như thế này, các bạn nhìn xem. Bò nhà em có nhìn xem. Nó có chất không? Đúng chưa? Toàn những con các bạn nhìn này. Nó đẹp, gần như độ mới cực cao luôn, các bạn nhìn này. Em Phúc quay sát vào cho các bác, quay chi tiết vào. Con xấu nó cách con đẹp hàng triệu đấy các bạn. Các bạn nhìn xem, họa tiết. Nó len keng, cái nô này thì em nghĩ là cũng sẽ bay rất nhanh. Đây mặt số đây. U mà nạt thì bùa. Mặt số lỗi các bạn nhé. Mặt số lỗi đẹp. Ok, họa tiết đồng rất là đẹp, mặt số len keng nào quay. Quay sau để các bác xem. Con này là quay chuông, con này là con mau the hay sao, khóa cả con nắp của nó đây. Xem còn cót không? Xem nào. Quay chuông lên. Khô dầu. Là u gót của người Đức các bác nhá. Em chấm dầu vào xem nó đánh không. Con này có cả cần ngắt chuông ở bên trong này các bác này. Gạt lên gạt xuống là cần ngắt chuông này, ta quay đi xem nào. Có cần ngắt chuông này này, em chưa hiểu tính năng tác dụng. Con này máy rất mới nhá. Nó có quay nó có cạch cạch không? Không có anh. Gạt xuống. Rồi, gạt xuống. Có cạch không? Đây em chấm tí dầu các bác nhé. Hôm nay quay chậm rồi quay chấm dầu các bác chơi. Các bác nhìn máy móc cái này thì chấm hết luôn các bạn. Các bác nhìn máy móc này, các bác nhìn đẹp chưa? Máy chưa mở luôn, nhìn chưa? Ốc này. Chấm hết luôn. Hay bây giờ để em thử xem nào. Có chạy không? Chấm tí rồi các bạn nhé. Bác cứ bảo là mày chấm dầu cho anh để anh đỡ phải nấu dầu chứ thưa bác, có chấm phải nấu. Con này khô dầu ở trong các bạn. Khô dầu bên trong các bạn nhé. Chuông cực hay lắm, nhưng nó khô dầu bên trong, máy mới đẹp. Cái này nó gần như là chưa sử dụng nhưng mà quá năng ngân. Thưa bác là cũng phải tháo ra cái dầu zin của nó, là nó két vào máy bao nhiêu năm nó không chạy. Thưa bác là ok, em làm gì đấy, tập trung đi. Đây con này các bác nhá, con này em có một đôi đấy,
25. Cái thứ bao nhiêu? 25 nhân 67. To quá. 25 nhân 67, toàn size to ấy. Các bạn nhá. Con này là mã số 3. Con này loại này loại đẹp các bạn nhá. Rất đẹp. Máy cực mới. Các bạn nhá. Con này sẽ giao lưu cho các bác với giá 3,9 triệu. Mã số 3. 3,9 triệu anh. Giao lưu cho các bác cho nó vui. 3 triệu 9. Máy cực mới các bạn nhá. Ok đấy ạ. Tiếp theo là sẽ giao lưu cho bác nó bò này rất đẹp luôn. Đần lấy cho anh cái nước anh nâu cái kính này đấy, bụi quá. Con này là con kia về một đôi đấy các bác. Con này là con kia về một đôi. Con này nhiều bác gọi điện này. Cái giờ tối các bác rảnh thẳng này. Các bác đi làm về. Con này đi làm về xem. Cái kính này nó dính dầu. Nó dính dầu mà quay nó. Nó dính dầu. Cái này lại phải lau tí cồn nữa. Các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đây một chiếc đồng hồ vai bò, con này màu nó màu vàng hơn con kia nhỉ. Vâng, con này màu vàng hơn con kia đấy, con này màu kia. Đấy các bác này, mặt số cực đẹp luôn. Con quay mặt số. Nhìn kìa, mặt số nó địch cao, không zoom không nốt gì. Và chưa một đôi này để hai bên kệ bàn này. Rất đẹp. Chưa một đôi luôn, họa cái đồng nha. Đó. Quay máy đó. Ôi xỉa, ngồi máy loại này mới đẹp thế nhỉ các bác ạ. Nhìn toàn kiểu máy chưa mở ốc luôn, các bác nhìn chưa. Nhìn cái ốc, nhìn cái ốc máy ra. Của UGOT của Đức. Máy này máy thủ công. Nó hay máy 1323 các thứ là máy của bọn này này. Rất đẹp luôn, ok. Chắc là sai bằng con kia. Hai con là một. Đôi luôn. Kích thước 25. 25. 167. Mã số 4 à? Vâng. Mã số 4. Mã số 4 máy đẹp như mới. Cái cục máy con này các bác nhá, đẹp như mới, màu nó rất là sáng. Còn giao lưu của bác với giá 3,7 triệu đi. Ok ạ. Hai con một đôi anh ạ, một con đôi 3,9 3,7 là sao anh? Giao lưu cho các bạn đôi cho nó vui. Nó theo mã giá nhập đấy các bác. Thì em cũng không bán có định giá đâu. Nhưng mà nó theo mã giá nhập đấy các bác. Thì con này em mua được giá nó tốt hơn tỷ thì em giao lưu các bác tốt hơn tỷ. Sổ của con này thì nó là đẳng cấp rồi. Được. Không còn gì để bàn cãi về con này nữa. Đẹp lắm các bạn. Hai bên hai cánh thiên thần. Đẹp thế nhỉ. Quá các bạn ạ. Nghe keng.
con này nó như của đời nó đời cao cấp hay sao nhỉ? Vâng. Thiết kế cực kỳ cầu kỳ, vai u thịt bắp này. Con này vừa về. Ngày trước mình có một con này mình bán 11 triệu nhỉ. Vâng. Thế nên mình bán cho hơn tháng trước nhỉ. Ông anh Hà Đông. Con này em mua nhưng con này em lại mua được giá tốt, bật mí các bác như vậy nhé. Bọn này thì có kiểu phát, nó hay có kiểu như này. Đúng rồi, phải bỏ phát rồi. Đạt quay chuông đi bác đi. Chưa nào giàu quá. Ok các bạn nhé. Hết cót. Con này con vừa đét của Pháp các bạn nhé. Vài bỏ Pháp. Vừa đét của Pháp. Cánh chim. Cánh chim rất là đẹp. Cánh chim móng dầu. Kích thước 25. Con này size nó phải 7 sọi này. Ủa sổ gần 80. 79. Vai size rất củng. 25 nhân với 79. Cánh chim, coi như con này con vai vào cánh chim. Đây cái bút khác, bút này chán thế. Đây, chờ năm. Con này thì mã số 5 à? Mã số 5. Con này em giao lưu các bác với giá là 7,9 triệu. Giá nguyên bụi luôn nhá, 7 triệu 9. Con này bình thường các bác ra ngoài mua khoảng 11 triệu. Giá em trước em bán 11 triệu. Con này về được cái lô này có nọ gánh con kia các bạn. Thì giá nó sẽ tốt hơn các bác nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo. Ui, con vừa đét gì đây? À, con này con Ave các bác nhá. Con Ave này. À, con Ave này các bác này. Chrome này, vành chrome này, nắp vàng này các bác. Để em xem con này. Em giới thiệu qua cho anh em. Trời nhỏ chưa? Con này con vừa đét các bác nhá. Điểm đặc biệt con này máy 10 cũng nhá và máy 42. Con này người ta rất hay nâng lên bướm vàng này các bác này. Đó nhá, máy 42. 10 côn 11 búa cho hai bản nhạc Wellington và Ave Maria các bác nhá. Con này chuông và bánh vải thánh ca thì hay lắm. Mang bánh rồi các sẽ chuyển bài Wellington các bác nhé. Các bác có muốn nghe bài Wellington không? Cái này đẩy ra hay đẩy vào hay gần lên gạt xuống nhé. Gần lên gạt xuống. Nói chung nó sẽ đánh bài Wellington nữa các bác nhé. Thì hạ xuống. Đặt hạ xuống là đây. Con này nó có màu trên đầu này. Rất thích cái vàng chrome này. Hơi khó tháo ấy. Con này chặt lắm các bác. À. Lên đèo
đây này, hình như là nó có cái thanh này nó chống này. Ui, máy này các bác này, máy này, máy 10 này. Ui sợ ôi các bác ơi, con nhìn xem máy đẹp cái điểm nhấn đấy này, quá đẳng cấp luôn các bác ơi. Ui sợi được những cái bộ máy này, máy 42 các bác nhá. Này các bác nhìn này, nó so này, nó so ngang chứ không phải nó so dọc các bác nhá. Nó so dọc là vứt cái lực đánh các bác này, các căn chỉnh được. Nếu mà nhá, một con bướm vàng mà nó so dọc, nó cách một con bướm vàng nó so ngang này, nó rẻ hơn con bướm vàng nó so ngang phải mấy triệu đấy các bác. Thì cái con Ave này thế thôi các bác nhá. Ở dòng này người ta rất làm dễ làm nên bướm vàng, các bác chú ý các bác. Thử anh thử chuông của anh. Đấy, các bác tay con chân này. Ok các bác nhá, đây côn nó đây. Còn Zinet máy 10. Hơi chặt nhỉ. Còn cho ra đó, cho ấn thân lực xuống là được. Chặt lắm các bạn. Đứng dậy. Đứng dậy là đứng dậy nhông người xuống. Con bác này, con này ít rút ra rút vào ấy. Rồi, quá là ốm người luôn. Chặt thế không biết được, ít kiểu ít kéo ra hay không? Kích thước 81 nhân với 33 81 nhân 33 thùng thùng đẹp đẹp lắm. Sáng kéo máy Apple kéo máy vào tay to kính cong cái gỗ này viền rồi anh nhỉ, sáng bóng viền chrome. Sai bao nhiêu nhỉ? 81 nhân 33. 81 nhân 33. VRS 42. 10 gông. 11 búa. 2 bảng. Qua nhá. Máy cực đẹp các bác nhá. Mã số 6 anh ạ. Số 6 nhé, mã con này mã số 6 nhé. Giá em giao lưu sản phẩm này thì các bác có giá là 7,9 triệu. Đây, AVE các bác nhé. Con này nó gấp, nó giá trị nó gấp 10 lần cái con thùng ngắn AVE đánh chuông teng teng teng. Các bác đã phải mua tầm khoảng 7 triệu mấy rồi nhỉ. Con này là con thùng dài mà nhiều bác mua để làm nên bướm vàng. Ok, nên các bác một siêu phẩm nữa đi, nên luôn con này cho. À, này vỏ cực đẹp luôn nha, mặt vuông có nịch này các bác này, vỏ cực đẹp luôn, mặt vuông có nịch các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, ghi rốt này, đây nhìn này, thùng vân u nu các bác nhá. Đấy các bác nhìn chưa, con này chất chưa? Ui giời, con này sale không? Đẹp như này sale cũng được à? kính hình con rô này, mặt trước này mặt nịch rất đẹp, kim này nhìn kim sướng nhỉ, kim là lúa. À, có chuông không? Có nắp đây, coi nhá, đặt nâng máy lên, thử chuông luôn. Đây. Hai bản luôn, còn chưa hai bản luôn, bản Ford đây các bạn nhá, không gạt được nào. Máy có nịch này, máy nó có một máy nữa chạy nịch này, máy 2 tầng này các bác này. Đẹp chưa? Máy này các bác nhìn này. Xuất sắc. Máy đẹp miếng kem. Không biết này.
rất đẹp luôn. Ghê quá nhá, còn mắt này. Thùng kia kìa. Thùng. Nắp cực đẹp luôn. 80 công đồng. Mặt có nịch ngày tháng thứ đó nhá. Úi xa. Xong chưa? Xuất sắc luôn. Mặt vuông là nó hay có nịch như này, rất là nhiều bác sưu tầm này, vươn đi là cực đẹp luôn. Thùng này. Ok, 57 x 50 đó nhá, mã số là mã số 7 đó nhá. Con này đẹp xuất sắc, hai bản nhạc cộng nịch, có nịch đó nhá. Con này Giros của Pháp đó nhá. Giá ra new sản phẩm này cho các bác với giá là 4,3 triệu các bác nhá. Sổ 4,3 triệu ạ. Đẹp. Men kem các bác nhìn máy... xem một sổ sơn zin tây sờ sướng lắm các bác. Máy 2 tầng các bạn. Ok. À, sang con Verrep của người Pháp nữa đi. Con quan lên con nào cháy con đấy các bạn. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Van Dijk xuất xứ từ Pháp, con này rất đẹp. Kính trên là kính cong các bác nhá. Vỏ này thùng gỗ sồi rất đẹp luôn. Đấy. Hôm nay thì đại chiến xích bích hàng vừa về, cực đẹp luôn. Đấy. Kính phía dưới là kính hình 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 này gọi là hình gì? Có góc này này. Mấy ông này ngu quá các bạn. Không biết hình gì cơ. Ba giác đi anh. Đấy, đúng rồi, gọi là ba giác. Vâng. Thằng cô em thuốc này thông minh rồi. Đây, mài góc cạnh rất đẹp. Mặt đẹp xuất sắc này. Úi sợ rồi. Mặt này mà biển đồng. Con này có chuông ngoài, gồng dài này thì nó ánh thì chuông hay lắm, này em vừa thử chuông hay lắm. Úi sợ rồi, gồng anh nhìn là khi to củ phuông thế kia thì nghe xong thì thôi thì phủ bác nên nhớ các bác nha, nghiêm cấm đập nợn để mua đồng hồ phủ bác nữa thì thôi. Không có điểm chê. Dễ đi về miền Tây khu cực lạc lắm các bạn. Đừng để anh báo cái giá vừa, đừng các bác giật mình. Ui dồi ôi, máy 42. Đấy nhá. Máy 42, máy cổ ấy. Máy cổ nó đi gông vuông phi to các bác nhá. Gông dài lắm các bác này. Các bác xem gông này. Gông này Phúc bảo gông bao nhiêu cân? 53 là 57 phân, cái loại gông dài nhất. Gông này nó tương đương với gông của tủ cây Verrep thì bảo sao nó không hay. Cái ông này cứ buồn cưới nào. Các bạn. Đấy, được sợ rồi nào. Nào nào. Mặt đẹp xuất sắc các bạn nha. Còn này thì các bạn
71. Nhân 33. Và nhá, con này thì em sẽ ghi ra một chút thông tin như sau. Thứ nhất là con này, thưa bác, là cái điểm nổi bật của nó âm hay như Odo 36. Odo mà phải là 36 thì nó mới sánh được với con này các bác nhá. Cái thứ hai, mặt đẹp. Thùng này. Các bác nhá. Đấy, sổ rồi. Được chưa? Ok anh. Thứ tư các bác nhá. Gông dài. Gông này gông 50 57 phân. Một con đồng hồ ở xin thưa bác là một con đồng hồ zin các bác nhá. Tóm lại là nó zin. Đấy, con Verdet các bác nhá. Verdet của Pháp zin các bác. Mã số 8 anh. Mã số 8. Giá lưu sản phẩm này với các bác với giá 3,8 triệu. Chốt phải câu là giá rẻ. Thực sự các bác cũng vui thôi. Đấy, con nào em nhập cả nô các bác. Nhập nô nhưng mà giá nó lại từng con. Nên đâm ra là con nào em mà nhập giá tốt tốt thì các bác em cũng... Đẹp quá các bác ơi. Các bác chưa hẳn con gì này. Con gì này nó rất đẹp này. Gì rất đẹp này, thùng to này các bác này. Đấy, con này thùng to. Con này nó chỉ rơi tầm khoảng 7 triệu mốt thôi. Đấy, chuồng hay lắm, có chuồng không? Con này chuồng đánh chưa nhỉ? Con này thùng đẹp, thùng này nắp Odo cực đẹp này. Ok, dựng lên. Này vừa mang lên em chưa thử. Chưa thử, vừa xé. Vừa xé. Dạo trước có mấy con như này. Bán hết rồi. Đi hết rồi. Con này chuồng hay mà. Con này chuồng hay. Vùng của sốt gì ngoài gì gì ok rồi nha. Pháp có Odo và Đức có gì mặt đẹp các bác nhá. Đấy. Máy vàng ươm. Máy gì các bác nhá, máy vàng ươm. Rồi nhá. Có nắp này. Cô là có nắp này, chrome cực đẹp luôn. Rất đẹp luôn, logo gì đây. Trong thùng. Đấy. Con này nó còn có cả tay cầm. Ok, đóng nắp thùng. Đây. Đây, đây rồi. Đây các bác nhìn chưa, à, quay qua một vòng cho các bác. Thùng lành không đó. Thì đó ra thùng kiểu rục thùng, thùng to này các bạn. Thùng to, ok. Sáu mươi lăm nhân ba tám. Này hơi tốn băng dính này. Nhiều anh em mà cũng bây giờ nó cũng bây giờ mình chuẩn bị đi buôn băng dính. Buôn băng dính. Dài dòng phết. Kích thước bao nhiêu? 65x38. 65x38 các bác nhá. Con này thì nó sẽ có một số điểm như sau. Thùng đẹp. Các bác nhá, đẹp về kể cả màu, cộng nành các bác nhá. Đấy, cộng nành này. Số 1 này, thùng đẹp này này, thứ hai này. Mà đẹp. Thứ ba nha, máy đẹp. Tư âm hay. Con nào kể cả chuông không hay này em ghi chuông không hay luôn các bác nhé. Bởi vì là em không bán con nọ thì em bán con kia. Các bác không mua được thì em bán cho thợ. Đâm ra là với các bác khách này em cứ phải báo rõ mã số 9. Sản phẩm này giao lưu các bác với giá là 7,2 triệu. Được chưa? Quá ok. Ok chưa? Ta cầm ok chưa? Đó, ghi cho các bác đầy đủ bằng tiếng Việt.
ok, mã số 9. Mã số 10. Đấy các bác nha. Này có kính các bác nha. Thùng này nắp ô tô 36 cực đẹp luôn này, thùng kiểu thùng kim cương. Này có tay cầm luôn này các bác nha. Dẹp nữa bác đừng đi spa nữa gì. Ôi trời ơi, quá đẹp. Cái mặt này nó hơi cũ cũ một chút nhỉ? Vâng. Hơi cũ cũ một chút. Đọc được anh. Ví dụ như các bác nào thích mặt thì em có thể đổi cho bác một cái mặt đẹp hơn các bác nhá. Tao chụp ảnh cho bác. Các bác nhá, nếu như các bác thích. Đó. Ok đây, có một cái tay cầm đây bằng đồng các bác nhá. Thùng đẹp. Các bác nhá. Đo ra cái kích thước của thùng để xem cái thông thủy. Con này có chuông nhỉ? Thùng nắp 10. Thùng này thùng nắp Odo 360 các bác nhá. Nào ok, dựng lên cho bác thùng này nắp Odo 360 mặt 20. Rồi. Quay vòng thùng cho bác xem độ mạnh của nó. Nào con 36. Đấy. Cực nó ok luôn các bác nhá. Rồi chưa hai bản nhạc. Khô dầu rồi các bác nhé, con này nó khô dầu rồi. Nó khô dầu rồi. Con này máy chơi hai bản nhạc nó bị khô dầu rồi. Đây các bác nhé, máy nó vàng ươm. Nó bụi, con này nó hơi nhiều bụi các bạn. Đấy, con này có một cái điểm trừ là máy nhiều bụi này. Máy nguyên bụi Tây này. Phải hơi nhiều bụi, con này phải ghi điểm trừ các bạn. Các bác nhé. Tay khóa cót thì các bác phải biết mấy ông Tây thì Tây, ông này Tay trâu các bác không chơi con này. Không khác là tay cầm vận công nông các bạn. Chơi các bác thôi chứ mấy ông thì mấy ông chế đấy các bác, để cái tua vít xoáy ra để lấy cái khóa này mà dùng. Mấy ông chế cái ba lăng mặt nó dễ. Các bác này em thử gõ thử con này chưa hai bản nhá. Gồng vàng chuồng hay lắm, gồng đồng. Khủng khiếp lắm các bạn ạ. Âm con này thì hôm nay em đang bị mất tương tác do nên muộn video. À. 8 giờ có nên được video không? Chắc kịp anh ạ. Mấy hôm qua mấy bác bảo tao đến nửa đêm thì cũng lục sục xem video của chúng mày. 67 x 39. Sốt ruột quá anh ạ. Bên đây là mày yên tâm, mấy hôm nữa thì cái xu thế này nó sẽ lên trem. Đó là tao sẽ đi bán băng dính cho các sàn. Mày biết thời xưa là ai dán băng dính là đầu tiên không? Anh dán ở bên Facebook. Trước này người ta sẽ dùng một cái với cái giấy nhớ. Giấy nhớ. Đấy, nhưng mà về sau là anh chơi quả cái này là nó thành chào lưu đấy. Từ đó là chào lưu băng dính. Tiếp theo 67 x 39. 67. 67 nhân với 39 đó nhá. Thứ nhất em sẽ miêu tả về cái chiếc đồng hồ này đã một chút như sau. Số 1 các bác nhá. Là cái thùng. Thùng này thùng kim cương. Lắp được Udo 36. Nắp 360. Các bác có nhìn được không? Em ghi nhỏ này, các bác nhìn này, nhìn thấy đúng không ạ? Ok. Cái thứ hai về cái mặt số cũ các bác nhá. Mặt số con này thì cũ, thì tuy nhiên nếu các bác thích thì em có thể tặng mặt. Tặng mặt đẹp rồi các bác nhá, tặng mặt. Đấy. Tặng mặt đẹp các bác nhá. Cái thứ ba là về cái máy con này. Tách ra. Máy con này thì có một cái điểm trừ các bác nhá. Con này máy điểm cộng của nó là chơi hai bản. Các bác nhá, chơi hai bản. Các bác nhá. Nhưng mà nó có một cái điểm trừ là nhiều bụi. Nhiều bụi. Con đồng hồ nó kêu tao không muốn đi đâu. Nhiều bụi. Đấy các bác nhá. Do cái thằng chủ cũ này nó để ở nơi rất nhiều bụi. Cái thứ tư các bác nhá là côn. Âm. Quá hay các bác nhá.
xuất sắc. Các bạn nghe có côn thử côn 8 côn đồng đánh quay các bạn nhá. Con này mã số mấy nhỉ đàn này? Mã số 10. Mã số 10. Tao lưu cho bác sản phẩm này với giá 5,5 triệu. Trời ơi. Nào 5 triệu bây giờ đi mua cái thùng kim cương khó mua. Khó mua rồi, thùng này. Ok các bạn nhá. Đấy. Mà các bác thích mặt còn nhớ vứt cái tay cầm này cho các bác nhé. Không khác gì mua thùng tặng máy các bạn. Thì một cái máy di rốt thì người ta mua về nâng lên 360 cái máy cũng phải 3 rồi. Triệu. Còn cái thùng nữa đáng lẽ còn phải 8 triệu. Thôi. 1 chiếc đồng hồ rất đẹp các bác nhá. Sổ này leng keng FFR đến từ đất nước Pháp, nó đẹp gần như là mới các bạn, rất đẹp. Số nổi vàng. Kim vàng. Thùng gỗ sồi. Em cực thích cái mặt vuông, không biết các bác nhiều nào nhưng em rất thích mặt vuông bởi vì nhìn nó cổ kính như các bác. Cái mặt này. Ui giời ơi, các bác nhìn này, con nắp này, các bác cứ hình dung cho em. Cái thằng cu này nó đánh võng ở đây thì các bác khoảng đây nhá. Này, các bác nhìn em cái mặt này, mở cửa sổ tâm hồn ra xem. Ui xuống. Nắp nhìn này. Vua chúa chắc nó bên tầm này. anh tia ấy. Ui xổi. Nào. Lép như soli mà. Con này đường âm là có chuông nhỉ? Âm thanh nhầm này đường âm với đường dương đúng không? Chết dở. Ui chạy luôn. À. Có đợi em chút nhé. Đi găng tay rồi mới đúng. Soi gương đúng không? Bắt sống đang cầm quả nắp là soi gương đúng không? Nắp đẹp quá. Không có gắm rồi. Trời ơi máy này các bác này. Ôi cái dòng sông ơi. Nó còn nguyên cả cái lớp cao su nó bọc. Made in Pank của Pháp thôi. Anh chốc anh phải để con này ở chỗ gần cam nhé. Mai sang lại mất quả lắc này, nó đang ngủ nó cứ từ đấy nó ôm con đồng hồ này bao nhiêu côn của anh xanh đẹp được quay vào xanh nước xanh nét không quả này luôn nha. Đấy. Đẹp chưa các bạn nhìn này. Em là Thành bán hàng thật các bạn nhé, các bạn cứ yên tâm. Đến với bên em thì bên em bán số lượng, quan trọng của bọn em là bán chất. Xin thưa bác là bán về chất lượng. Chất lượng tạo nên uy tín mà. Ở đây bán nhiều anh thợ hơn đấy. Không thể bán nông côm được. Năm tư nhân 40. Đây anh cầm băng dính nha. Xe có 2 hôm hết. Xe yếu tí đã cất rồi. Con này về tổng quan thì sẽ đo kích thước. Bà đạt đo kích thước bà đây. 54x40. Con này nó tên là con F F R Pháp các bác nhá. Đấy, các bác mua phải nắm được cái này. Còn về một số cái chi tiết em sẽ mô tả như sau các bác nhá. Thứ nhất các bác nhá,
Cái thùng con này thùng nét căng. Như nào gọi là nét căng ạ? Gần như xin thưa bác nguyên zin nó về, con này về nó có hộp giấy của nó. Nhưng xin lỗi các bác là em bỏ cái hộp nó gần như là hàng tồn kho các nhá. Thì em bỏ cái hộp giấy ở cửa em bóc ra thì quay đi quay vào thì bà đồng nát lại lấy mất cái hộp giấy FFR các bác rồi. Đấy. Thì nói chung nó đẹp đến cái mức nó còn cả hộp giấy thì các bác biết rồi, nó là hàng tồn kho. Cái thứ hai các bác nhá. Mặt nắp như mới. Thứ ba, máy đẹp. Các bác nhìn rồi nhé, chứ không phải là em tâng hàng của em. Mà con nào như nào thì em sẽ mô tả các bác như vậy. Này mã số mấy nhỉ? Mã số 11 ạ. Mã số 11 các bác nhé. Giao lưu các bác với giá 5,5 triệu. Ừ. Mã số nổi 5,5 triệu. Ừ. Mã số nổi à? Kim Ngân Ngông à? Thôi ok, quân tử nhân ngu. Các bác nhé. Ôi. Ok, không sao, các bác nhé. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ. Nhưng mà cái lô này về như thế này mình cứ khen hàng của mình đẹp suốt này thì... Thì ai biết đâu bóc ra thì này anh... Không nhìn này, hàng người ta về nó xước xát, nó nát, nó mầm, không nhìn này. Nó đẹp như thế này. Nó nhìn chưa? Và nó ươm như thế này. Kính trên là kính cong, các bác nhé. Kính phía dưới là kính thủy. Sự các bác, như mới này. Nguy hiểm quá. Nào, dựng lên, đá đây. Dựng lên, chưa bóc đi đâu à? Ok, thì anh sẽ thử một bên, các bác nhé, thử một bên. À, con này bụi bặm quá các bác. Ok các bác nha. Rồi, kéo máy ra. Máy cái này bụi mù các bác. Con này phải lau dầu thì bụi quá. Xì hơi các bác. Bụi. Máy bụi, máy 37. Bụi. Xìu thôi. Thế bây giờ ông lau dầu xong máy này vàng ươm lên thì ông trêu tôi. Không được ứng nương này. Ứng nương chi được cái nè. Cầm đèn chạy trước xe tải. Cồn xanh mướt các bác nhá. Đẹp, phi to, đẹp. Ok, nào, đóng vào. Xoay người mẫu, xoay một vòng. Mai là đề nghị là thiết kế bàn xoay đây không nha. Mai xem là đi đặt ai có cái bàn xoay. Đấy. À, trước cũng đầu tư rồi, có bàn xoay cũng như người nhớn đấy nhỉ. Nhưng mà... Bà đồng nát vào xin. Này bà đồng nát này vào xin cái bàn xoay à. Này còn cái mạng của nó. Nó giữ cái gì nó cho nó chết rồi. Đấy, làm sao đẹp. Đấy, ok, để nằm xuống. Ok. Con này hình thức khá đẹp các bạn. Gỗ sồi. Mặt đẹp đấy. 58. Nhìn này. Vân gỗ sồi. 58 nhưng mà nhiều của anh. Nhìn mặt này. Nó nhìn mặt. Khá là ưng luôn. Mặt này phải 9 điểm. x 43 mã 12. Thôi nhá, con này còn vừa đét. Vừa đét 37, đó là của Pháp đấy. Một số thông số em sẽ giao lưu với các bác như sau. Thứ nhất, về thùng. Thùng con này thì theo các bác nó có xấu không? Không xấu được đúng không? Không xấu. Thùng con này thùng gỗ sồi vân đẹp như này. Em phải khẳng định các bác là đẹp, không mối mọt, đẹp. Thôi nhá. Cái thứ hai giao lưu các bác. Thứ hai là máy. Máy con này là em trừ điểm luôn bởi vì bụi. Nó dùng như phá các bác nhá. Đấy, cái thứ ba là cái mặt. Mặt khá đẹp, 9 điểm. Côn xanh. Côn. Côn con này thì nó lại đẹp các bác nhá, côn. Đẹp. Nó lên màu xanh cơ mà các bác. Đấy các bác nhá. Đấy. Sản phẩm này giao lưu các bác với giá 3,5 triệu. Ok, anh chi xong bán giá gì? Ây giời ơi. Ôi. Đây còn hàng mới. Thùng này quá dị luôn. Dị à anh? Thùng dị. Thùng này quá dị luôn. Gỗ đỏ mận.
giữa là bông bông hoa. Con này thùng thì không biết các bác thích cái màu này không, nhưng em thì cảm nhận cái màu này nó hơi thâm một chút nhỉ. Đỏ mận anh ạ. Đỏ mận à? Đỏ mận anh gọi là thâm. Thâm mình nói đi. Đây các bác nhé, thùng mình đang tết đẹp các bác nhé. Các bác nhìn này, tết đẹp. Các nhìn chưa? Hàng này em lên nó cứ phải mướt mượt mượt. Cái này căng các bác. Bán 3 năm lên thương hiệu các bác này, Hỏa Tiên này. Thùng độc. Các bác nhé. Mặt số này khá đẹp các bác nhá. Nhưng như em Thành đã nói rồi, cái hãng FFR này, cái đời số này là người ta sẽ sản xuất là ở bên trên người ta tô sơn móng tay các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Khi các bác về các bác có thể đẩy cái này ra, các bác cho ra nền đỏ hoặc là các bác có thể tô xanh đỏ tím vàng. Quan trọng nhất là cái nền này nó phải còn đẹp này các bác nhá. Đấy. Như ông Tây này, lúc nó ra thì người ta sản xuất nó sẽ là nền đỏ như thế này. Về thì các anh chị có thể mình tô cái sơn móng tay lên màu tím, màu vàng, màu bạch kim. Theo em các bác tô luôn màu ngà này. Bác tô bác nhớ nhờ quả nắp đây đúng không nha. Quả nắp đây. Quả nắp này thì nó hơi cũ. Đấy. Hơi cũ, gặp em Phúc chưa đánh. Đấy, gặp em Phúc nâu là khả năng là hết cũ luôn đấy. Đấy. Em có cái mẹo là các bác cứ bắt cái thằng Phúc này này các bác này. Em đạt nó, em đạt à? Em đạt tiên. Đấy, nó nâu quả nắp cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Ui sủa mặt này gọi là đẹp không? Đẹp. Xuất sắc. Cái hai lèn này nhìn nó lại là lép thế này. Ui sụp máy. Máy đẹp. Máy này mình lại chê. Ui giời ơi. Máy này em vẫn phải chê nó là nhiều bụi. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà các bác nhìn này, nó bụi này các bác nhìn này. Thế này. Đúng không? Chết người ta. Chà chăm chút kìa. Đấy. Ê gì này. Máy bụi mù này, côn này. Côn này thì về cơ bản nhìn nó cũng xanh đó nhá, xanh đẹp. Côn này đẹp không chê được côn này rồi. Quá quách nguyên. À, em máy này bụi thế ảnh. Bụi vậy chạy. Địch không chạy à? Nhổ. Chỉ là điện. Hay quá. Gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn các bác nhá. Đấy nào. Đồ ánh chuông luôn các bác. Rồi để em. Cái này như kiểu cái mắt đấy nhỉ. Vâng. 53 x 39. Con này có tay cầm đồng. Tay cầm lá liễu. 53 x 39 F F R Pháp. Còn nha. Má bao nhiêu? 13. Thấy chưa? Bây giờ thì em sẽ mô tả cho bác về cái thùng này. Thứ nhất về cái thùng. Một thùng nành. Nành tít các bạn nhé, nành tức là gì? Không vỡ, không nứt, không mối, không mọt thì em gọi là nành. Nhưng có một điểm trừ là thâm, các bạn nhé. Đấy. À, thâm mận. Đấy, thâm mận. Thâm mận, đấy. Nhiều bác thường nành thâm mận, đấy. Thứ hai, mặt đẹp. Nhưng về tô thêm. Đúng nha, sản xuất gì nữa. Sản xuất nó sản xuất ra là màu đỏ như thế này nhá. Xong là tất cả bác về ví dụ nó sẽ set up cho cái cá tính. Đấy. Còn nền, quan trọng là nền. Tô tô thì tô nhưng đừng dây ra nền nhá. Tôi nhớ phải nhờ mấy anh chị làm móng Martin, tay. Martin làm móng tay. Cái thứ ba. Máy
đẹp nhưng bụi mù. Đấy các bác nhá, đẹp nhưng mà bụi mù. Và thứ tư là côn xanh, côn đẹp, côn này thì đẹp rồi, âm 2. Con này phải thêm một cái nữa là số 5 các bác nhá. Số 5 là nắp cũ nhưng mà phải mở ngoặc là đạt sẽ nâu các bác nhá. Đạt sẽ nâu. Đấy các bác nhá. Đây này, điều này về các bác. Đấy. Con này thì giao lưu cho bác một cái mức giá rất tốt. 4,8 triệu. Rồi, bắt đầu là đến phần siêu phẩm đấy. Con này thì nó là một cái con siêu phẩm thôi nhá. Con này thì các bác nhìn này, phân này mù đẹp đẹp. Ui rồi 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 rồi. Khi khịt khịt với các cụ với các mợ. Đấy các bác nhá. Rất là đẹp. Chụp chung chung. Hôm qua của con ngắt chung đêm của ông bán ngay. Sợ thật. Ông nào cũng giấu em có khách rồi, em có khách rồi. Ông nào cũng thế, nhà em 4 năm ông bán. Ông nào em có khách rồi, em có khách ngắt chung đêm rồi. Này mày có ai em xé ra cho các bác. Kính trên kính cong nhá, thùng là thùng nu, cánh vẫy cánh bướm rất đẹp nhá. Đó, kính phía dưới là kính nói chung là nó đẳng cấp thôi. Đẹp nhá. Đạt nó xem nào. Úi giời, thùng. Thùng nành nhá, thùng này không không thể gọi là không nành được. Ok. Có chuông không? Con này nó sẽ có 3 chế độ các bác nhá. Giới thiệu các bác qua 3 chế độ. Chế độ thứ nhất là bật chuông cả ngày là gạt lên đây. Chế độ thứ hai gạt xuống đây, ngắt chuông đêm. Là ngắt từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng. Chế độ thứ ba gạt xuống đây, ngắt chuông cả ngày các bác nhá. Sợ nó khô dầu. Máy này. Máy này các bác này. Coi đẹp hơn con quả nhỉ. Đẹp hơn nhiều cho anh nhìn. Máy cái mặt. Cái lắc anh. Ok các bác chưa. Con này là 8 thùng thép xanh mướt. 8 thùng thép xanh mướt. Các bác nhìn xem. Bên em bán thì tuyệt đối là bên em là cấm thợ nhà em bán là trèo kéo khách hàng các bác nhé. Bởi vì rất nguy hiểm. Mình bán giá tốt, hàng của mình đẹp, thế tại sao các ông phải đi trèo kéo? Các nhá, bên em là nghiêm cấm ở bán em là, tại vì là nhiều lúc là rất nguy hiểm, nó mất giá trị của người bán nhỉ. Hàng đẹp như thế này, chẳng có bán các bạn. Các ông đi. Kích thước 56 nhân 47. 56 nhân 47. 56 nhân 47. Con nhá. Con này Verdex. Ngắt chuông. Ngắt chuông đêm các bác nhá, con này có ngắt chuông đêm tự động. Có 3 chế độ các bác nhá. Thứ nhất thì em sẽ mô tả cho các bác về cái thùng. Thùng. Vân đẹp. Các bác nhá. Cái thứ hai, mặt đẹp. Cái thứ ba là máy đẹp. Máy đẹp các bác nhá. Cái thứ tư các bác nhá. Thùng này nó đẹp thật, các bác nhìn như thế này thì các bác nhìn xem. Nó như này các bác bảo là nó xấu không? Nếu như các bác cứ bảo em ghi đẹp, đây các bác nhìn xem. Đúng không? Đúng rồi. Lu có đẹp không? Thế cái mặt này như thế này nó không tí vết này có đẹp không? Thùng mình phải ghi nhận cái thùng của nó là vân đẹp thật. Cái mặt của nó này, các bác nhìn xem, em soi sát vào đây, nó không tì vết như thế này, chê vào nó, mặt đẹp. Và máy nó vàng như thế, các bác có chê được không?
đúng không? Côn xanh. Côn xanh. Côn xanh. Đấy các bác nhá, đấy là cái cảm quan của em nhìn cái em nhìn cái đồ vật. Em như người mua hộ các bác. Bởi vì thực sự các bác là em bán rất là số lượng. Em là người trung gian sẽ mô tả cho các bác làm sao cái con hàng nó khách quan nhất, còn tùy các bác mua được hay không thì tùy các bác nhá. Ok, côn xanh. Đấy. Còn con này xin thưa bác là mã số bao nhiêu nhỉ? Mã số 14 anh ơi. Mã số 14 các bác nhá. Và giá con này các bác sẽ alo giúp em. Con này xin thưa bác có điểm trừ. Điểm trừ là không báo giá. Bởi vì thực sự các bác là em đang có một số anh em thợ đang chào khách mà cái giá của các bác chào khách nó rất là khác nhau. Các bác nhá, kiểu người ta xem YouTube ấy và người ta nhờ chụp ảnh của người ta và người ta chào khách, khách của người ta cũng xem YouTube của em ấy. Thật ra là với những con rất là đáng tiếc là bên em không báo được giá các bác alo. Vâng, ngày hôm nay thì em giới thiệu với bác Phúc cái biệt là Phúc đó. Ta lấy cái điện thoại Phúc ra đây. Đây đặt điện thoại của Phúc đi. Các bác nhớ cái con này, con AV thực sự của bác là nó rất là đẹp. Đây các bác nhá, ở đây thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là tượng mặt dày đó. Các bác nhìn rõ biết mặt đây là mặt Đức Mẹ à? Đúng không? Họa tiết cực đẹp luôn. Mẹ một con thiên thần đang bế Cu Tí các bác nhá. Các bác nghe rõ này biết là họa tiết cực dày, mặt cực dày đồng này các bác này. Những bông hoa này, con này cực đẹp ở cổ, những con này các bác nhìn này. Đây này. Các bác nhìn này. Họa tiết này, có lắm. Ở phía dưới này cũng có thiên thần này. Các bác nhìn xem. Con này thì giá trị cực cao. Và con này là nó sẽ chơi bao nhiêu côn đây? 2, 4, 6, 7 10 côn, 11 côn 8, 9, 10, 11 côn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 11 côn các bác nhé, con này chơi 11 côn 11 côn này. 11 côn này em có thể nhìn ở đây cho các bác này. Côn hay chứ nhỉ. 11 côn của côn rất dài. Con này dòng cổ. Các bác nhìn cái bộ máy giúp em này. Khi mà với nào Phúc nó tháo ra là xem được qua này. Các nhìn cái bộ máy này. Các bác nhìn này, bộ máy nó có quả gai không nhá. Các nhìn chưa. Đây có quả gai không nhá. Các bác nhìn quả gai này. Đây. Bộ máy nó có quả gai mà chưa hai bàn đây, máy nó đây các bác nhá. Các nhìn xem. Đấy, máy nó như này các bác nhá. Đó đây. Made in Germany của Đức các bác nhá. Máy đây. Là cực cổ luôn. Này thì giá trị cao, siêu tầm các bác nhá. Nó là bao nhiêu búa? 11 búa. 11 búa. Con này cực hiếm luôn các bác nhá. Con này giá trị cao. Có gông rất dài, có gông. Bình thường những dòng AV hay đánh đây, côn của nó đây, củ côn nó đây các bác nhá. Này em Phúc nó thấy nạ nó bỏ ra nó chụp. Côn, củ côn. Không cực kỳ hát, và con này nó có 4 cái cột gỗ. Con này size nó to quá nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Thế em sẽ. Con này thì nó giá trị rất cao. Đấy. Nhưng dòng cổ mà. Và một chiếc đồng hồ FFR chùm hoa, còn là cột đấy. Những con này khoảng trên 100 năm là cái chắc. Con nhìn này rất đẹp này. Những họa tiết chùm nho trên đục trên gỗ thịt này. Con này. Con này khoảng mười mấy triệu. Con này à. Đẹp chưa? Hai coi nhìn này. Hiền rất là đẹp. Phải to coi nhé. Có nắp mạo vàng. Chuông hay ấy. Búa đầu này nó bị chạm chạm.
ok rồi. Ok các bác nhá. Khỏi size to nhá, đặt đo cho cái size này. Thùng gỗ thịt. Cả đuôi. 1m02. 1m02. Tỉnh à? 1m02 x 30. Đo tạm đo luôn cho anh cái đồng hồ sao tiện này đi. Con này nên cót này, con này nên cót. 1m35. 1m35 ngang bao nhiêu? Ngang 40. Em quay chéo cho các bác có thể nhìn. Có thể nhìn đây, quay xong này. Các bác có thể nhìn theo cái hồi hồi con. Đấy, các bác nhìn này, đẹp chưa? Các bác nhìn đồng giày kia. Ok các bác nhé, như vậy các bác thích sản phẩm nào có thể alo em. Mình sẽ thành cảm ơn các bác nhé.